Một người bạn tiết lộ nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ giữa đường, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại. Được biết, bức ảnh đang gây xôn xao mạng xã hội sáng ngày 27 tháng 11 là do nghệ sĩ Thương Tín đột quỵ giữa đường, phải nhờ đến sự trợ giúp của người dân. Sáng ngày 27 tháng 11, mạng xã hội dậy sóng trước bức ảnh ghi lại nghệ sĩ Thương Tín ngồi thất thần giữa đường, quần áo sọc sạch, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Hình ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn. Mới đây, Soulstar đã liên hệ với nhạc sĩ Tô Hiếu, người đang chăm sóc và ở cùng nghệ sĩ Thương Tín để xác minh thực hư bức ảnh. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết bức ảnh này là đúng sự thật và diễn ra cách đây khoảng nửa tháng. Hôm đó, nghệ sĩ Thương Tín có lái xe ra ngoài, đang đi giữa đường thì mệt mỏi, choáng váng mặt mày, kiểu như say sầm. Có thể nói là kiểu như anh ấy bị đột quỵ nên ngã xuống đường. Sau đó, một vài người dân xung quanh có thấy nên đưa nghệ sĩ Thương Tín vào khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc điện cho tôi thì tôi cũng bàng hoàng, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết thêm sau đó, anh đã đưa nghệ sĩ Thương Tín vào bệnh viện để thăm khám nhưng nam diễn viên phim Biệt Động Sài Gòn từ chối. Anh ấy sợ thăm khám xong rồi lại phát hiện ra nhiều bệnh, sợ trở thành gánh nặng cho tôi lẫn mọi người nên từ chối, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết. Được biết hiện tại, nghệ sĩ Thương Tín đã dần hồi phục về sức khỏe, đã tươi tắn trở lại. Tôi đang đưa anh ấy đi xem phim đây, anh ấy đã khỏe nhiều hơn rồi. Hiện anh ấy vẫn đang ở cùng tôi và một số người bạn. Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín.